Em bị cái gì? Bí từ. À là có nghĩa là bị vô tri đúng không? Không, vô tri khác và bí từ khác nha. Không phải lúc nào mình cũng vô tri đâu. Bí từ có nghĩa là mình là không nói được cái gì. Đúng rồi, cho nên là bây giờ em muốn gọi anh ra cũng khó nữa. Hồi nãy tôi chỉ có quên nghe. Không, lúc nào mà em không biết á, thì em có thể hỏi mọi người để mọi người chỉ cho mình nói. Tại vì ở đây còn là các cô, các chú yêu thương hai đứa mình và số điểm hôm nay đúng không các cô chú ơi? Và bài hát đầu tiên thì Trân Long và Thu Dung xin gửi đến cho tất cả quý vị một nhạc phẩm được mang tên Làm Dâu Một Xứ Lạ. Một sáng tác của nhạc sĩ Minh Sử à. Thank you.
Thank you.
Và bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với em Triệu Phú ạ. Quang tử đi ngủ đi nha.